Của chi đoàn 12A2. Kính thưa các thầy cô giáo, cùng toàn thể các bạn học sinh và các quý vị đại biểu, đêm nay xin kính chúc các thầy cô giáo và các quý vị đại biểu có một đêm trong buổi gala đêm nay. Kính chúc các thầy cô giáo có một đêm an khang và kính chúc buổi gala đêm nay thành công rực rỡ. Em tên là Thảo A Thu, lớp 12A2. Thay mặt cho lớp 12A2 đêm nay, em xin gửi tới các thầy cô giáo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể các thầy, các học bạn học sinh thân mến, gửi tới các thầy, quý vị đại biểu và các bạn học sinh thân mến bài thứ 6 Xuân về trên bản mèo. Em xin chân thành cảm ơn. Nhạc không? Cái này trước học phần nào? Ôi, nước chấm rồi. Nghe ở dưới chứ nhỉ? Mở nhép lên rồi tắt mic đi, thế là sao? Tí nó bỏ sáo ra khỏi cái này là cứ ù ù mà cứ thổi. Này nó vẫn biết là không khớp nên nó giết. Anh à. Nhầm rồi, xuân này chứ bản mông à, xuân này bản mèo nó khác à. Xuân này chứ bản mèo nó khác, bản mông đúng không? Phần này từ 5 đến 8 phút. Nhạc là phải nhạc thu rồi chứ. Nhạc của Tuyến mà. Nhạc thu xong kiểm tra rồi, chỉ ban giám khảo thì mới mở. À, người nhạc thì mở. Không, nhạc này của Tuyến, Tuyến lấy nhạc ra này luôn. Chứ đấy treo hai quả cầu kia vào lại đẹp nhỉ. Buổi sáng này chắc buổi sáng thì Tuyến rồi, nhìn dân quen rồi. Tôn nó nổi lên. Sáng này không phải sao Tuyến nó có tua mà. Sao Tuyến là sao chút thôi. Sao ấy. Nó đủ bộ đấy Tuyến này. Cái này sao Tuyến không phải là sao. Tuyến chỉ phải sao đấy thôi. Sáu cái rồi. Hôm nào cái cô đèn nháy về quấn từ chân này lên cái chỗ kia rồi. Đèn led. Đèn led chứ. Ở đèn led này. Nhưng mà đèn led nhiều màu ở trong Nghệ An với Thanh Hóa thì đi mua nó có mà có hết rồi. Cây lêu. Cây lêu của nhà nào cũng cắm một cây tre có lá cờ cắm đèn nháy nhà nào cũng như nhà nào đi buổi tối nhìn nhắm cũng như nhà nào cũng như thế. Bạn Nguyễn đâu ạ? Đẹp không?
Kính thưa các thầy cô giáo, các và các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, em xin kính chúc các thầy cô giáo có một buổi gala bắt đầu thành công và chúc các bạn học sinh vui, an khang, hạnh phúc. Em xin kính chúc buổi gala đêm nay thành công rực rỡ. Mắc bệnh ông nữ tương lai giống nhau đấy. Thank you.
xin cảm ơn phần thi tài năng đặc sắc của chi đoàn 12A2. Sau đây xin mời lên sân khấu chi đội 9A1. Bán độ rồi. Vâng, tiếp theo sau đây chương trình thể hiện tài năng qua hai giọng hát của ca sĩ tương lai Giang Thị Hoa và Sùng A Dè của chi đội lớp 9A1 thể hiện tác phẩm Cô Giáo Bản Em, tác giả Lệ Thu, nhạc và lời Trần Đình Văn. Xin mời quý vị và ban giám khảo cùng thưởng thức. Trần Đình Văn được ai? Biên đạo múa Lưu Quang Định. Mất điều hòa. Chị đội 9A2, xin mời chị đội 9A2. Lớp của cái hài này không biết chết
cờ chống nhầm đó. Ô, Dung mặc áo rét à? Ừ, không lạnh. Mặc váy cơ mà. Rét váy đấy. Ôi ơ. Trời mẹ, rét nhưng mặc váy. Ban ngày nóng thì đi mặc áo len. Có nhiều đấy. Thứ bây giờ nó khéo, nó rúm mất rồi. Vâng, xin cảm ơn phần